cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn dự kiến thông tuyến trước 2 tháng 9. Cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn dài 43,28 km qua Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 5.534 tỷ đồng. Đây là dự án được chuyển đổi từ phương thức đầu tư đối tác công tư sang đầu tư công. Theo kế hoạch, dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn hoàn thành trong tháng 8 năm 2023 và dự kiến thông tuyến vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đi qua địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn nối với huyện Diễn Châu, Nghệ An. Tính đến hết ngày 9 tháng 5 vừa qua, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải thông tin dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn vẫn chậm tiến độ ở cả 3 gói thầu XL1, XL2 và XL3. Đáng chú ý tại gói thầu XL3 theo Bộ Giao thông Vận tải mới chỉ đạt được hơn 60% tổng khối lượng công việc thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ theo quy định hợp đồng. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các nhà đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công gói thầu XL1, XL3 đẩy nhanh tiến độ thi công nền đường, móng, mặt đường. Bổ sung các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để triển khai thi công 3K, 4 kíp liên tục.